chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng do Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Nghị Việt TV. Nhất Anh chào anh Trần Nguyên Thắng. Chào Nhất Anh. Thưa anh, đến với chương trình ngày hôm nay thì hôm nay mình sẽ anh Thắng cho Nhất Anh với lại khán giả Người Việt TV đi du lịch ở đâu đây? Chúng ta đã bàn cái đầu mình đi thử về châu Á thêm một lần ha. Dạ. Ồ, châu Á là như lần đầu tiên mình nói về châu Á đó anh. Đúng vậy. Thì cái nước nào ở châu Á hôm nay mình sẽ được đi đến anh? Có lẽ một trong những đất nước ở châu Á mà tôi cũng rất là thích thú về những sự thay đổi gần đây. Trong những năm gần đây, một đất nước mà mình không có thể ngờ được cái thay đổi quá lớn lao, cái đó là đất nước Miến Điện, Myanmar. Miến Điện. Thiệt ra thì nói về Miến Điện á, thì ít ai biết Miến Điện có gì lắm. Mà bản thân của Nhanh cũng không biết là ở Miến Điện thì có cái gì để mình tới đó. Là tại vì ít người biết, mà chỉ biết là nó nằm trong Đông Nam Á của Việt Nam, gần trong khu Đông Nam Á Việt Nam của mình thôi. Đúng, đúng. Dạ. Miến Điện thì như chúng ta biết cũng là một trong cái đất nước đã được vua tham dự vào trong cái gọi là ASEAN, tức là Hiệp hội Đông Nam Á đó. Dạ. Thì đây là một đất nước đã đến với cái gọi là Đông Nam Á, Hiệp hội Đông Nam Á hơi trễ. Dạ. Thế tuy nhiên thì qua cái những cái ngày tháng của năm 2011, thành ra chúng ta nhìn thấy một cái sự thay đổi hoàn toàn mà mình không thể ngờ được. Tức là trước năm 2011 đó, là chúng ta biết là Miến Điện dưới sự cai trị của cái tập đoàn quân sự Miến Điện, thành thử một đất nước rất là mất tự do và không có dễ dàng gì mà có thể liên lạc được với những người đối lập hoặc là bất cứ một cái sự liên lạc nào giữa các đất nước Đông Nam Á chung với đất nước của Miến Điện. Thế tuy nhiên vào năm 2011, khi tôi có dịp đến Myanmar đó, thì chỉ có trong vòng vài tháng thôi mà nó thay đổi một đất nước Miến Điện thay đổi một cách lạ lùng và rất là ngoạn mục, mà cả thế giới kinh ngạc là dưới cái thời của ông Tổng thống Thanh Sen đó. Thì tôi còn nhớ hình ảnh là cái tháng 11 của năm 2011 đó, là tôi sang đó thì vẫn chưa có thay đổi gì cả. Nhưng mà tháng 3 sang thì nó thay đổi hoàn toàn, là ở ngoài đường người ta có thể bày bán những cái hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi. Đó là một nhà lãnh đạo đối lập của Miến Điện, và đó hình ảnh đó đã làm cho tôi rất là kinh ngạc. Và sau đó thì như Nhất Anh biết cũng như quý khán thính giả biết về cái sự thay đổi của đất nước Miến Điện, nó đi quá nhanh, là đến nỗi là Tổng thống Thanh Sen đã gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, hai người đã thảo luận và họ đã đề ra một số những cái lãnh vực họ có thể hợp tác với nhau để đưa đất nước Miến Điện đi lên. Và trong cái thời điểm đó tôi nhớ cái hình ảnh đó là Tổng thống Thanh Sen của Miến Điện đã từ chối cái project của Trung Cộng, đã định làm cái xây cái đập cho đất nước Miến Điện, và ông cho rằng Miến Điện chưa có chuẩn bị xong cái phần tinh thần để làm cái đập đó, cũng như là người dân Miến Điện trong cái vùng Đông Bắc, phía Bắc của Miến Điện đã chưa có chuẩn bị. Thành thử ông đã từ chối cái project của bên Trung Cộng. Và đó cũng là một cái mà làm cho bên về vấn đề chính trị, tức là làm cho bên Trung Cộng họ rất là bực tức, và đồng thời làm cho thế giới, nhất là trong các giới lãnh vực của Đông Nam Á đó, họ kinh ngạc về cái sự thay đổi của đất nước Miến Điện. Có nghĩa là từ đó thì cái du lịch bên Miến Điện mới bắt đầu phát triển. Vâng, và từ đó thì mọi người đã không có thể ngờ được là cái hệ thống cũng như là cái phong trào du lịch đến Miến Điện đã được nở rộ ra. Và ngay cả Miến Điện đó, họ đã không có đủ hotel, họ không có đủ những cái cơ sở hạ tầng để mà đón nhận một cái luồng du lịch đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và những cái ngày tháng đó cho đến bây giờ đó, chúng ta đến Miến Điện du lịch, thành ra chúng ta muốn ở những khách sạn sang trọng, hoặc chúng ta ở những đi nhân những cái thắng cảnh nổi tiếng của Miến Điện, hoặc là chúng ta sẽ thấy những cái hạ tầng cơ sở của họ vẫn chưa có chuẩn bị đủ để mà đón du khách. Thế tuy nhiên thì phải nói thêm, đất nước Miến Điện cũng đã cố gắng rất là nhiều để tạo ra những cái chuyến bay đi từ tỉnh này sang tỉnh nọ để cho du khách có thể tham dự những cái thắng cảnh nổi tiếng của đất nước Miến Điện. Chẳng hạn như tôi nói, thí dụ như chúng ta đi từ Yangon là cái thành phố lớn nhất của Miến Điện. Từ Yangon chúng ta đi bay sang Bagan. Bagan thì mình chỉ bay có 1 tiếng đồng hồ. Thế tuy nhiên từ Bagan mà chúng ta muốn bay sang Mandalay đó, thì chúng ta đi cũng khoảng gần 1 tiếng. Nhưng mà thí dụ như từ Mandalay là một cái thành phố lớn thứ hai của Miến Điện mà chúng ta muốn sang một cái thắng cảnh nổi tiếng trên cái hồ Inle, nhiều khi nó bay có 30 phút thôi, nhưng mà phải bay vì cái hạ tầng cơ sở của họ chưa có. Thành ra đi xe bus này nọ thì chúng ta không có đi được. Mà hình như nhà anh nghe nói là hồi đó là thủ đô của Miến Điện là Yangon, nhưng mà hình như bây giờ đã đổi sang thành phố khác. Đúng rồi, là Miến Điện thì ngày xưa chúng ta hay biết qua cái thủ đô là Ngưỡng Quang đó, gọi là Yangon. Nhưng mà bây giờ thì thủ đô của Miến Điện được đổi sang gọi là Naypyidaw.
Nam Pilu là một cái thành phố nằm khoảng giữa thành phố Yangon và thành phố phía Bắc, đó là Mandalay, và nó nằm khoảng chính giữa, nó cách cái thủ đô cũ Yangon khoảng 400 cây số. Thế tuy nhiên thì đây là một cái mục đích chính của cái chính quyền bên Miến Điện, thì họ muốn đưa cái thủ đô của họ vào khoảng chính giữa của đất nước Miến Điện. Thì nãy giờ anh Thắng nói là du lịch ở Miến Điện đang rất là phát triển, mà cái địa điểm tham quan nào mà cái gì nổi bật nhất ở Miến Điện mà mình phải đi tới hả anh Thắng? Ngôi chùa Sedagong. Ngôi chùa Sedagong như nhất anh cũng như quý thính giả biết, nói đến Miến Điện là nói đến chùa thôi. Tại vì Phật giáo tiểu thừa là một cái tôn giáo chính của Miến Điện, và một cái ngôi đại kim tháp rất là lớn nằm ngay chính giữa ngay thủ đô, xin lỗi không phải là thủ đô nữa, ngay cái thành phố lớn Yangon, và cái tên của cái ngôi chùa đó là Sedagong, có nghĩa là đại kim tháp, và đây là một cái tháp có hình kiểu giống như cái tháp dù Sedagong đó, và nó lớn vô cùng, cao khoảng gần 100 mét, và chung quanh cái tháp dù của Sedagong đó đã được mạ vàng. Và tất cả chúng ta đến một cái ngôi chùa Sedagong, chúng ta mới thấy kinh ngạc về cái kiến trúc ngày xưa của người Miến Điện, là họ đã tôn thờ cái tôn giáo Phật giáo, và họ đã dùng tiền bạc để là xây dựng ngôi chùa, dùng tiền bạc để mà làm những cái mạ vàng chung quanh những cái tháp, làm những cái chuông và làm những cái hình thức nghi lễ cho tôn giáo Phật giáo rất là trang trọng và rất là giàu sang, phải dùng cái chữ là giàu sang. Thì ở đó thì mình đi, nó nằm cái thành phố Yangon luôn, thì mình đi tới đó nó có xa, từ thành phố đó mình đi có xa không hả anh Thắng? Phải nói đến Miến Điện thì chắc phải nói tóm tắt một chút xíu cho nhất anh có một cái nắm những thành phố chính của Miến Điện. Thực ra Miến Điện là một đất nước khoảng hơn 680.000 cây số vuông, tức là lớn gần gấp đôi đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà trong khi đó thì cái dân số của Miến Điện ấy chỉ có khoảng hơn 50 triệu thôi. Thành thử so với người Việt Nam, đất nước Việt Nam là bây giờ là tới hơn 80 triệu, chúng ta biết là vừa nhỏ mà dân số lại quá đông, đúng không? Trong khi Miến Điện thì diện tích quá lớn mà dân số lại không có nhiều. Thế tuy nhiên thì thành phố họ nó phải nói đến cái thủ đô về văn hóa, về du lịch, về những kiến trúc, phải nói là Yangon. Nhưng mà Yangon thì nó chỉ là về những cái độ sai lớn của một thành phố lớn thôi. Nhưng mà nói đến những cái di tích cận đại thì phải nói Mandalay. Mandalay là một thành phố nằm phía bắc của Yangon, và đây là một thành phố lớn thứ hai của Miến Điện. Và nhưng mà cả hai thành phố đó nó sẽ không hoàn toàn gọi là cho chúng ta hấp dẫn du khách nếu chúng ta không đi thăm những cái di tích về tôn giáo, về những cái kiến trúc, về những cái thắng cảnh thiên nhiên. Tôi nói thí dụ như chúng ta đến Bagan. Bagan là một thành phố cách Yangon khoảng 1 giờ bay thôi. Nhưng mà cái thành phố Yangon là thành phố ngàn tháp. Tại vì ngày xưa người ta nói trong những cái triều đại trước đó, những triều đại đã tôn sùng Phật giáo, và họ đã xây khoảng 5.000 cái tháp ở một cái thành phố. Thành ra 5.000 cái tháp thì nhất anh phải biết là rất là nhiều. Nhưng mà cái lối tháp của người Miến Điện đó, họ xây là giống như cái dù đó. Nó cứ nhọn đầu lên này nè. Thành ra khi nếu chúng ta đứng trên một cái độ cao đó mà chúng ta nhìn xuống, đẹp vô cùng. Thành ra cái Bagan đó là một cái thành phố khoảng 5.000 cái tháp. Thế tuy nhiên thì những cái di tích đó bị thời gian làm sụp đổ. Bây giờ hiện tại nó chỉ còn khoảng 2.500 cái tháp hiện diện mà thôi. Thế tuy nhiên ở đây thì một cái tôi dùng cái gì là thiên đường để săn ảnh. Tức là những người photographer muốn chụp những cái cảnh đẹp của Miến Điện là phải đến Bagan. Và chúng ta đã đến Bagan, chúng ta phải đi trên cái gọi là balloon, kinh khí cầu đó. Chúng ta lên lúc mặt trời lên đó, mặt trời mọc đó, chúng ta lên trên đó để cho nhìn xuống bên dưới là một cái mặt trời lên trên ngàn tháp, nó đẹp vô cùng. Và đó là một trong những cái thắng cảnh rất là nổi tiếng của Miến Điện mà du khách đến, mà quý vị đã không đến Bagan tức là quý vị đã thiếu sót một phần rất là lớn trong cái thắng cảnh nổi tiếng về kiến trúc cũng như về không gian thiên nhiên của đất nước Miến Điện. Mà lúc mà mình đi, mình lên, mình kiến thức cầu là mình phải thuê để mình đi lên. Đúng, bây giờ ngày xưa thì nó tương đối rẻ. Nhất anh biết không, bây giờ thì mình vào, nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ quý vị muốn đi tham dự một chuyến 45 phút balloon thôi là mình đã phải trả tới gần $300. Thành ra một số tiền rất khá lớn cho một người đó. Có một số tiền khá lớn cho một cho cái sinh hoạt ở Miến Điện. Thế tuy nhiên thì đó là thành phố Bagan. Nhưng mà một cái thành phố khác
mà chúng ta hai thành phố khác nữa mà chúng ta không thể không đến được, đó là một cái gọi là Golden Rock, tiếng Việt tiếng Anh dịch ra là Golden Rock, mà tiếng Miến Điện nó đọc là Chai Tiêu. Ở trên đó thì có hai tảng đá được chồng lên nhau. Dạ. Khi mà đứng xa đó, nhất anh có thể nhìn cái giống như hai tảng đá chồng lên nhau như thế này, thì cái hình đó nó chồng lên nhau giống như là một cái đầu của Phật mà có cái búi tóc vậy đó. Ừ. À, cái búi tóc Phật trên cái đầu, và trên đó có một cái bảo tháp. Dạ. Và trên cái bảo tháp đó người ta nói là truyền thuyết có nói rằng ở trong đó có những cái xá lợi tóc Phật. Ừ. Tức là tóc của Phật đã được bỏ trong cái bảo tháp và được dựng ở trên một cái tảng đá như vậy, và nhờ cái sự tóc Phật thì ta, đây là truyền thuyết thôi, người ta nói nhờ cái tóc Phật đó thành ra hai tảng đá chồng lên nhau và nó ba lan, và cái tảng đá kia không có bị rơi sập xuống. Yeah. Thành ra đó là một cái thánh tích thứ hai của nước Miến Điện. Thành ra một nơi rất là thiêng liêng của Miến Điện. Rất là thiêng liêng. Và yeah. dân Miến Điện khi mà họ có làm những cái buổi lễ để đi hành hương đó. Yeah. Thì phần lớn họ đều đi tới đó. Đi tới cái đỉnh núi này, mặc dù nó chỉ cao một cây số thôi, nhưng mà đi lên trên dốc cũng là cả một vấn đề. Tại vì cái lối dốc của nó dốc thẳng đứng đó. Yeah. Thành ra chúng ta đi lên rất là cực. Thế tuy nhiên ngày nay thì bây giờ thì cái khu vực này về vấn đề du lịch đó, là du khách đã có thể đi bằng cái xe 4x4 nó đưa thẳng lên trên đó. Ừ. Thành ra chúng ta tránh được cái đi bộ rất nhiều. Mà cái đó mình có phải trả tiền không anh? À, nếu mà trong cái tour của mình book đó, thì mình yeah. không phải trả tiền thêm. Yeah. Thế tuy nhiên ngày xưa cái lúc mà tôi mới đến Miến Điện đó, vài năm trước đó, thì tôi là đều phải đi bộ lên hết. Và đi bộ rất là cực. Thế tuy nhiên mình lên được trên đỉnh và mình đi xem được cái bảo tháp hai tảng đá chồng chờ lên nhau, thì mình mới cảm nhận được những cái mệt mỏi của mình đều tan biến đi hết. Và cái hai cái tảng đá đều được gọi là mạ vàng chung quanh hết. Thành ra đứng xa lúc mặt trời lên hoặc lúc mặt trời xuống, sunrise và sunset nó đều cho chúng ta nhìn những cái view khác nhau trên cái đỉnh Golden Rock. Và đó là một trong những điểm du lịch rất là thích thú để cho người du khách đến. Thì nếu vậy là cái thời điểm mà đi đẹp nhất để có thể ngắm cảnh thì là lúc bình minh sắp lên và đến lúc hoàng hôn sắp xuống ha. Tốt nhất là mình sẽ ở một cái hotel gần trên đỉnh núi đó. Ừ. Rồi sáng mình chạy đi ra để xem sunrise, buổi chiều mình xem sunset. Thế tuy nhiên thì tất cả những cái gì mà chúng ta muốn bây giờ đó là chúng ta phải giữ chỗ trước chứ không có dễ. Tại vì du khách một ngày đến rất là đông. Và sau đó, sau cái Golden Rock đó, phải nói thêm một cái thắng cảnh nữa là cái Inle Lake. Ở đây quý du khách có thể đến đây và nhìn cái văn hóa rất là đặc biệt của cái xứ Miến Điện. Nhất anh có biết người ta chèo thuyền bằng chân? Không bao giờ biết hết. Mình thường thường ở Việt Nam mình hay bất cứ nào mình chèo tay chèo. Ở đây là người ta đứng trên thuyền, cái thuyền giống như thuyền ba lá vậy đó. Yeah. Nhưng mà dùng cái máy chèo để kẹp vô chân và họ chèo. Và họ vừa chèo, họ vừa đánh cá, vừa làm đủ thứ chuyện hết. Thế nó mà là cái đặc biệt. Là chân thì chèo thuyền, tay thì đánh cá. Tay đánh cá và họ dùng những cái giống như cái rọ cá, họ bắt cá bằng rọ hoặc là tung lưới. Thành thử những cái điểm đó là những điểm mà cho chúng ta đến Miến Điện. Đó là một cái đất nước có rất là nhiều ngạc nhiên để cho du khách đến. Đến với thành phố Miến Điện thì anh Thắng ngạc nhiên như thế nào? Mà có những cái cảm nhận như thế nào khi mà đặt chân tới cái thành phố? Cái đầu tiên ngày xưa khi mà đến Miến Điện, chúng tôi làm những cái chuyến tour đi về Miến Điện. Khởi đầu nó chỉ là những cái muốn đi thăm một đất nước Phật giáo tiểu thừa. Và đó là những cái chuyện mà chúng ta nhìn rất là lâu rồi, biết từ lâu rồi. Nhưng mà khi mà đến, thay đổi chính trị trong những năm gần đây đã làm cho tôi ngạc nhiên về cái tinh thần của người Miến Điện cũng như cái lối sống của người Miến Điện. Cho chúng ta thấy họ thay đổi cũng rất là nhanh. Thì sau khi nghe anh Thắng nói thì anh có cảm giác ra được, có thể nhìn ra được một cái thành phố, một cái đất nước Miến Điện rất là yên bình và nơi mà của Đức Phật, rồi những người người ta rất là tín ngưỡng, tôn sùng về cái Phật giáo. Cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian đến với chương trình. Dĩ nhiên chúng ta nói về Miến Điện chúng ta phải nói dài lắm. Bây giờ chúng ta chỉ có 15 phút thành ra nói không có đủ. Có dịp chúng ta sẽ trở lại một vài thành phố khác nha. Cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách đến đây là kết thúc. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.